tao thấy nó nhỏ gì đặc biệt đâu. Lộ lộ ra thì mày không thấy. Mà nếu nó nằm lộ lộ nó trước mắt thế này mà mình không đụng tới thì đó mới gọi là cai bạn ạ. Làm chuyện lén lút ai lại đi cửa chính bao giờ?